Điểm trường thôn Kỳ Công Hồ thuộc trường mầm non xã Tòng Sành, huyện Bát Sát được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đây là công trình xã hội hóa do huyện Bát Sát phối hợp với nhóm hành trình về với buôn làng thành phố Hồ Chí Minh, nhóm thiện nguyện Tâm Phúc hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Tổng diện tích 150 m², gồm phòng học rộng 60 m², nhà vệ sinh khép kín, nhà bếp theo quy cách bếp ăn một chiều cùng một số các trang thiết bị sử dụng cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Điểm trường khánh thành trước thềm năm học mới giúp cô và trò ở đây được dạy và học trong điều kiện đầy đủ hơn. Tại lễ khánh thành và bàn giao, huyện Bát Sát và các đơn vị thiện nguyện tặng nhiều hiện vật như bánh kẹo, quần áo ấm cho học sinh nhà trường.